tiếp tục vườn lo bán hàng để nhà được thêm nước cứu bệnh. Lên cô. Nhiều nhiều đó, họ chỉ đọc nhắn thứ tự thùng
cái tem nó có màu vẹt luôn. Cái đó là cái đơn hàng, bỏ cái đơn hàng là chị sẽ lấy ra, xong rồi sắp ra cái phòng á. Và cái đơn hàng đó là bỏ cái thùng luôn, bao nhiêu tiền á bỏ trong cái thùng đó, nó giả mình kiếm lại đó, đóng xong đủ kiểm ghê đủ xong rồi bỏ cái tem, bỏ cái đơn hàng trong đó, tung xuống dưới cái nhà xuống ở nhà thôi. Anh Khoa, anh Phương đi ăn sáng cả nhà ơi. Anh Phương chở bà Phương đi ăn sáng của chú chị ơi. Phương mở cửa để chậm bông đi ăn sáng. À, Phương mở cửa thôi, cửa tự mở là mất rồi. Giám đốc phải giám qua tổng. Vậy về giám đốc thôi.